Và liên tục chương trình xin mời quý vị đến với một ca khúc Nợ Ân Tình, sáng tác của nghệ sĩ Tài Bửu Bửu. Một tràng pháo tay thật lớn, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Xin cảm ơn. Dạ, Minh Vương xin kính chào quý thầy cùng quý khán giả kính mến. Minh Vương hát bài Nợ Ân Tình, hẹn trả kiếp sau. Minh Vương xin bắt đầu. Cầu nguyện với Phật trời phù hộ cho tôi, như cầu nguyện cho những người thân của mình trên chiếc thuyền đang vượt ngàn sông ba bão tố. Tất cả đều mong cho tôi trẻ hoài trời nghệ thuật vẫn còn một ngôi sao góp nhặt tiếng tơ đồng. Những tràng pháo tay, những tiếng hoan hô tôi còn ghi mãi bên lòng. Tôi mong năm dài đừng quá mau để tôi trả nợ ân tình thầm giao. Mấy mười năm gắm mồ cuộc đời sợ biên cô phong ba nay đổi mai dời. Nếu kiếp này tôi không trả được thì xin hẹn lại kiếp lai sinh sẽ trả nợ ân tình. Những kiếp đã qua tôi chắc chịu lại làm kỷ niệm cho riêng mình. Hồi nhỏ tôi đâu biết hát, nói thiệt chứ chẳng hẹn hoa. Tôi nhớ một lần đi qua cây cầu chữ Y, đi tìm vớt lăng quăng, vẫn nghe lớp ca giọng cổ. Tôi đứng lại rình nghe, ô hay là hay quá trời, tôi mê là mê quá rồi, nên xin vào học ca, hy vọng một ngày không xa nhận giải quay nguyên giọng cổ. Từ đó tôi băng qua ngọn đồi nghệ thuật, leo lên đỉnh Thái Sơn như đại bàng tung cánh giữa bầu trời. Những cánh chim tung bay một ngày kia đành cam xếp cánh, dõi mắt nơi xa xăm mà nghe lòng luôn bâng khuâng. Nhìn nắng chiều xuyên qua ngoài sông thương nghe tái tê tim lòng,
tài khi liền chơi chữ tài, nhiều vinh quang nhưng đắng cay luôn gieo sầu. Tôi không khơi dậy nỗi buồn tê tái, cũng không chối bỏ quá khứ đã qua. Tôi khao khát mình còn ca hát mãi, đừng bắt tôi phải xa rời sân khấu cải lương. Xin cảm ơn, Minh Dương hát thêm một bài nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chú sức khỏe. Cầm vô giùm đây. Dạ đây, văn phòng đại diện. Rồi. Dạ, mời bác hai hát tiếp. Minh Dương hát bài vọng cổ nữa. Bài vọng cổ được mang tên Thằng Bồm. Bồm có cái quạt mò, phú ông xin đối ba bò bò chín trâu. Lấy đi bồm ơi, lấy đi bồm ơi, bồm răng bồm chẳng lấy trâu. Phú ông xin đối ao sâu là sâu cá mè. Lấy đi bồm ơi, lấy đi bồm ơi, bồm răng bồm chẳng lấy mè. Phú ông xin đối một bè gỗ liêm. Lấy đi bồm ơi, lấy đi bồm ơi, bồm răng bồm chẳng lấy liềm. Phú ông xin đối con chim là chim đội mồi. Lấy đi bồm ơi, lấy đi bồm ơi, bồm răng bồm chẳng lấy mồi. Phú ông xin đối nắm xôi lao dơi, miệng đắng lưỡi khô còn cào bông. Dù trời đứng bấm qua trưa rồi, bòm đói rung mắt nổ đốm sao trời. Bòm cần ăn qua cơn đôi khác, những nhu cầu cần thiết gấp gáp cho ta. Chuyện rất gần mà ông cứ dòng gió vẽ mây, thấy dòng gác bơm vào mê hồn trần. Sao cứ gian dối hoài kẻ dưới chẳng tin, bòm không ước mơ những gì xa thăm. Phần nghèo mình ở đỡ chăn trâu, đem nước mắt mồ hôi đổi lấy cơm thừa. Một năm xôi khô một gáo, nước mưa đổ cho ta tiếp tục sống qua ngày. Những lừa lọc thêm dài, im lặng giữ thân nào phải đâu khờ dài. Bé cổ thấp chân đành cúi mặt nén cơn đau. Em cười héo hắt càng thương, năm xôi đã già ta cùng bên nhau. Nhìn em gầy yếu xanh xao, tàn phai nhan sắc úa màu thấm. Thằng Bồm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò là bò chín trâu.
Bầm răng bầm chẳng lấy đâu phú ông sinh đổi. Ao sâu là sâu cá mè. Bầm răng bầm chẳng lấy mè phú ông sinh đổi. Một bè là bè gỗ liêm. Bầm răng bầm chẳng lấy liêm phú ông sinh đổi. Con chim là chim đòi mồi. Bầm răng bầm chẳng lấy mồi phú ông sinh đổi. Nắm xôi là xôi bầm cười. Lời khó đó chân tình. Bom nghèo chỉ có lòng thành thương nhau. Lời nói từ tâm thiệt thà. Nắng mưa khuya sớm màng chi. Chỉ mong hết nợ thoát lời cùng đinh. Xin cảm ơn. Vì đại vỗ tay quý khách dành cho Bình Dương. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, và đặc biệt ngày hôm nay là ngày sinh nhật của nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Xin mời thầy lên tặng hoa mừng sinh nhật cho nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Năm nay là nghệ sĩ nhân dân Minh Vương đi hát tròn 60 năm rồi đó quý vị ơi. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ nhân dân Minh Vương thưa quý vị. A Di Đà Phật. Hôm nay được thân hạnh nhà chùa Pháp Cổ đón nhận nghệ sĩ nhân dân Minh Vương đã về chùa giúp ích được mùa Phật đản, và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nghệ sĩ. Toàn thể đại chúng xin cho một tràng pháo tay chúc lành cho nghệ sĩ nhân dân được nhiều sức khỏe, luôn luôn có những cái giọng hát ngọt ngào. Định nhất là cái hơi rất là dài, cái tuổi này mà cái hơi rất là cao, đạt đỉnh không biết Phật tử nha. Rồi một lần nữa xin chúc nghệ sĩ được nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. A Di Đà Phật.